Anh muốn ăn gì thì có thịt kho nè, nó trứng chiên như thế này. Nắng dữ được. Thôi bây giờ anh vô trong ngồi chút, em kêu tụi nhỏ đem vô vô luôn rồi. Đem đủ món rồi vô ngồi ăn luôn. Rồi rồi. Vô trong ngồi nghỉ nha, có nước á, kêu tụi nhỏ lấy. Cơm gì Phương? Cơm gì Phương? Quay có quay gì không? Đó, ở đâu mà. Đông chúng mà. Đã quay xong chưa? Xong rồi. Xong rồi thì đụng má về đi chứ đây làm cái gì? Về đi nhanh lên ơi. Ủa, có trong miếng cơm về chứ. Ở đây người ta cho mấy diễn viên lớn người ta ăn. Thái, 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 cơm Thái. Cho em ăn với Thái. Không, đi, đi chỗ khác đi anh ơi. Ừ, đi chưa, giải quyết giùm anh đi. Hai em đang đừng có sống dơ vậy. Đừng có sống dơ như vậy. Thôi, đi lắm. Cho em ăn cơm. Giải quyết. Mấy anh bớt dơ giùm tôi cái đi. Ủa, nó có quay mà. Quay cái gì? Đi đi ra bớt dơ giùm tôi cái đi. Đừng có miếng ăn mà miếng tồi tàn vậy. Không cho đâu, cho đâu. Rồi anh quay quay mẹ em cho anh. Bưng vô chồng. Chưa quay trong tiệm đi em, chứ đây mình anh em mình ăn thiết cái đủ đủ ăn luôn cho người ta. Rồi giờ làm sao? Thôi nè. Anh dính vô luôn. Dính vô luôn. Mọi người ăn chắc không đủ, tôi đi ăn riêng nha. Thôi nè. Nè, cầm lại đi rồi. Ra góc nào ăn đi. Ăn canh vô ăn được rồi anh. Ủa cơm. Lấy canh nè. Cho xin cái muỗng đi anh. Không có đồ ăn cho anh cái muỗng chứ. Thì muốn gì thì tự lấy đi. Mẹ đóng cái dây chút xíu rồi đồ ăn.